Vâng, thưa quý vị, một lần nữa em xin cảm ơn phần góp mặt của nam nghệ sĩ Giang Bình cùng với nữ nghệ sĩ Xuân Trang. Tới đây thì em cũng xin được mời nhân vật chính trụ tiệc là Nút Ti sẽ lên có đôi lời để cùng là gom anh em lại ngồi với nhau để cái đêm nhạc hôm nay đúng như ý nguyện của anh là một cái chương trình là biểu diễn nghệ thuật âm nhạc tân cổ và tân nhạc. Thì có hai cái mạng mà anh Nút Ti ấp ủ từ xưa tới nay, muốn là lúc nào anh em chúng ta cũng đa dạng, đa màu, đa phong cách. Thì em xin mời anh cùng quay trở về sân khấu cùng với thôi bây giờ em thấy Nút Ti đang bận tiếp khách. Anh Nút Ti chờ em một chút nha. Chúng ta sẽ cùng trở lại với lời bộc bạch, những cái lời mà anh Ti muốn nói với quý vị. Thì sau đây em xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiếng hát của chị Cẩm Nhung, là cũng là một người chị idol của em, Ngọc Nữ Bolero, một người con của vùng đất Hóc Môn là niềm tự hào của nền âm nhạc tân nhạc cũng như là cổ nhạc. Xin mời Nhung ơi. Nhung ơi, Nhung ơi, Nhung, Nhung có biết không Nhung? Đó, 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 đang nhõng nhẽo. Nhõng nhẽo lắm. Anh Ti ơi, xuống dìu Ngọc Nữ em lên đi. Hôm nay chương trình giống như là mình đang xem chương trình livestream trực tuyến trên các kênh truyền hình của Đài Truyền Hình Việt Nam, Đài Truyền Hình Vĩnh Long 1. Với sự góp mặt của ghi hình và quay phim của các YouTuber, TikToker và Nhịp Sống Quanh Ta, rồi kênh Hiền Đạo Đức. Quá trời quá đất luôn, dễ thương. Dễ thương. Nhung ơi, sao vậy Nhung? Mình đang ghi hình đó Nhung ơi. Tối nay sẽ phát lại kênh Nhật Nguyệt TV. Và trong khi chờ đợi tiếng hát của Cẩm Nhung, chúng ta sẽ cùng bắt gặp qua tiếng hát của ông Hoàng Nhật Bốc, Nguyễn Phong đến từ Vĩnh Lộc. Xin mời Nguyễn Phong, ông Hoàng Nhật Bốc. Tôi cố tình nói vậy để anh hát nhạc rock đó quý vị. Cảm ơn em. Thưa quý vị, hôm nay rất là vui. Chúc mừng hạnh phúc hai anh chị, đặc biệt là chúc cháu luôn vui, khỏe, trẻ đẹp và đạt được tất cả kỳ vọng ba mẹ đặt niềm tin vào con. Chúc mừng con gái. Xin lời giới thiệu rồi, đúng là định hát không hát rock, bây giờ hát rock luôn. Nhạc phẩm rất là quen thuộc với nhạc phẩm được mang tên là Người Ô Thương Nhớ. Đêm xuống đông đông nghe sóng sóng ngất trời, nghe một tiếng ồn ào nửa đêm bao giờ. Đêm mưa đông đông nghe được sóng ngỡ, nghe từ thôn hoang được qua mê say. Đêm mưa đang đi lên bay bay khói tỏa, nhìn hồn nhá nhá. Câu ca sao nhìn nhìn mái trèo dưới bóng cây gỗ, có con và dừng chân, có hai người yêu nhau. Khóc 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 ta ngựa ô ngựa ô ngựa ô, nhà năm thương nhớ đất nước non có bao bài ca tình yêu ngựa ô để anh đón nạn nước. Hãy subscribe cho kênh Thiên Nhi ạ? Mọi hình ảnh của anh cũng như là tiếng hát của anh đã được ghi hình lên tất cả những cái kênh YouTube. Hy vọng rằng đêm nay anh sẽ mở ra xem và hãy chia sẻ cho em một lượt like, lượt share để cho kênh của em luôn luôn phát triển.